cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt Mỹ Television và chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật với hai người ca sĩ mới, đó là Thái Ngọc Nhung và Võ Khắc Minh. Vừa rồi là nhạc phẩm MV đã chiếu của Thái Ngọc Nhung. Thì mình vẫn đang nói về cái MV sắp tới. Thôi bây giờ nói, chị Vân hỏi về cái MV cũ trước đi. Nhung làm cái MV này vào năm nào và những cái kỷ niệm vui buồn khi mà thực hiện cái này? Em làm cái MV này trong hình như là 4 tháng trước. Cái kỷ niệm vui là em làm, em có một ca sĩ ủng hộ em, đó là ca sĩ Nguyên Sang. Đúng rồi. Nguyên Sang cũng là một ca sĩ. Dạ, Vân có thấy trong đó thấy cái mặt quen quen, điển trai, bạn tọn, dễ thương. Dạ, dễ thương. Là... Nguyên Sang cũng có từng lên đây nói chuyện. Dạ, rồi. Đúng rồi. Thì dạ. Nguyên Sang cho em cái ý kịch bản đó. Rồi Nguyên Sang làm đạo diễn cho cái kịch bản đó. Rất là vui. Và trong vòng chừng tụi em làm cũng một ngày đó là xong đó chị. Dạ. Mà khi mà mình làm từ cái lúc mà mình bắt đầu viết kịch bản cho đến khi mình hoàn tất để mà thành một cái MV là bao lâu? Kịch bản thì Nguyên Sang đã làm em một tuần trước rồi. Và cái MV thường thường làm xong là edit thì cỡ tùy theo một tuần. Và nếu em mà cần gấp thì có thể 5 ngày. Dạ, nhưng mà thường một tuần là hoặc là 10 ngày đó mới xong. Còn cái bài hát thì cái lý do nào mình lại chọn cái bài hát đó? Nó có một cái kỷ niệm gì với mình cá nhân hay là như thế nào không? Dạ đúng, cái bài Cố Gắng Quên Anh đó là cũng có một cái câu chuyện có thiệt của em. Thì em muốn cái người nhạc sĩ đó viết về câu chuyện Cố Gắng Quên Anh thì... Là từ một mối tình đổ vỡ. Và mình cũng có thể nói vậy nhưng mà cũng không. Thì đổ vỡ không biết lỗi tại ai hay là ai muốn đổ vỡ, nhưng mà khi mình đã nói là mình cố gắng quên có nghĩa là nó còn nuối tiếc, đúng không? Chứ nếu mà mình không cần cố gắng thì là đã không có sự nuối tiếc, đúng không? Như vậy thì nói đến cái sự nuối tiếc, thì có bao giờ mà trong cuộc đời Nhung nghĩ là nếu mà mình có thể turn back time, mình thay đổi một cái gì đó, thì cái điều gì mà Nhung muốn thay đổi nhất? Trời, chị hỏi câu này hơi khó. Turn back time hả? Nếu mà em muốn cái gì thay đổi hả? Em nghĩ chắc nhiều lắm á chị. Thôi giờ nói một cái điều thôi. Điều thay đổi nhất là em muốn... Mình nói chuyện tình cảm phải không? Cái bài cố gắng bất cứ, hay bất cứ cái gì. Khó quá chị ơi, bây giờ trả lời sao? Bây giờ em nhường lại cho Minh được không? Võ Khắc Minh được không? Rồi bây giờ trong lúc chờ đợi, okay. Suy nghĩ thì Vân sẽ hỏi Võ Khắc Minh một okay. câu khác. Hồi nãy mình đang nói về cái câu chuyện mà do Võ Khắc Minh viết cái MV kế tiếp sắp sửa ra lò, đó là Ta Thuộc Về Nhau. Thì hồi nãy mới nói tới cái chuyện là ông này bị cướp trả thù và chết. Thì nhưng mà nó đâu có đoạn hậu tới như vậy, là cái cô này rồi có nhận ra là anh này là cái người chết vì cô ta hay không? Dạ thì em cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên em có một vài cái cảnh là cái anh đó hay tới giống như là tới thăm hỏi cổ. Và có một lần là anh đó chịu không nổi nữa, do đó là anh thấy cái cô đó uống nhiều quá, cái anh mới lại, anh mới hỏi thăm cổ rồi này kia. Rồi xong rồi cổ mới cố gắng, cổ giống như là cái tính của cổ mà giống như là bướng bỉnh đó, thì cổ vẫn tiếp tục uống, thì anh mới cầm cái chai bia, chai rượu mới uống giùm cho cổ. Và lúc đó cũng tâm sự với cổ. Nhưng mà cái cảnh đó thì em sẽ nói đạo diễn là viết cái subtitle ở dưới để cho khán giả họ đọc và họ hiểu được là cái câu chuyện như thế nào. Và cũng có một cái cảnh nữa là anh ta ảnh đưa cổ ra tận xe hơi để cổ lái xe về nhà và để coi cổ có tỉnh táo để lái xe hay không. Dạ. Thì có những cái tình tiết như vậy, giống như là những cái sự ân cần quan tâm của cái anh chàng đó, thì em nghĩ thì khán giả cũng sẽ hiểu được là anh chàng đó đã có cái một chút tình cảm với cái cô gái đó. Dạ. Nhưng mà cái câu hỏi Thùy Vân là
khi mà anh ta chết rồi đó, thì trong cái câu chuyện là cô có biết là anh ta chết vì cổ không? Cô biết anh ta chết vì cổ là tại vì lúc lúc cuối á, thì lúc cuối cái cô đó cổ mới giống như cổ nhận được một cái cuộc gọi từ người bạn của cổ, tức là người bạn của cổ mới nói rằng là cái anh chàng đó đang gặp nguy cơ, thì cái cô gái đó cổ mới chạy lại, thì cổ mới thấy là ok, anh ta nằm đó là chết vì cổ trong cái đêm đó, trong cái đêm mà bị cái tên cướp sàm sỡ là cướp giật đó. Như vậy thì dĩ nhiên nếu mà nói chung là như là vừa rồi mình có chia sẻ là thay vì làm những kết cuộc happy ending thì mình muốn có sự nuối tiếc, thì mới cho ra một cái tình huống như vậy. Nhưng mà dù sao thì anh ta yêu một người và chết vì người đó thì cũng được, cũng có nghĩa là đáng sống. Đáng sống và đáng chết. Còn cái cô này thì biết được là có người chết vì mình, thì phải nói là đây là một cái câu chuyện phải nói là tội nghiệp quá. Nhưng mà đây là đạo diễn viết kịch bản thì mình phải follow thôi, đúng không? Nó có liên quan gì đến một cái chuyện trong đời mình không, hay là mình chỉ nghĩ ra rồi dựa theo cái bài hát mình viết thôi? Nó cũng có liên quan, nhưng mà em không biết là nó có ngoài đời có thực hay không. Nhưng mà tình cờ em hay đọc báo trên mạng đó, thì em tình cờ em đọc được một bài báo rằng là cái anh chàng này ảnh yêu cái cô đó, cái ảnh mới giống như là cái cô đó có nhiều người theo quá, rồi anh chàng đó mới theo đuổi cái cô đó, nhưng mà tại vì anh không có điều kiện, anh không có giàu sang như những người khác, rồi anh bị chết, nhưng mà cái bị chết của anh nó thảm hơn cái này nhiều. Dạ. Nên trong movie thì mình làm cho nó nhẹ nhàng. Dạ, nhẹ nhàng chút xíu. Tại vì ở ngoài đời thực những cái sự kiện, những cái tin tức cái chết nó rất là ghê gớm, cho nên em không muốn đưa giống như cái chết đó. Như vậy là nó cũng đẹp xuất phát từ một cái sự kiện thật ở ngoài đời. Dạ, sự kiện. Rồi, trở lại với Nhung là nãy giờ suy nghĩ kỹ chưa? Ok, bây giờ em trả lời nhé. Quý khán giả, nếu mà muốn đổi được một cái gì đó trong cuộc đời em á, thì em có thể quen biết được Võ Khắc Minh sớm hơn, partner sớm hơn tí xíu. Wow. Trời ơi, có thể bên cạnh là bây giờ đang là cái tim nó run bần bật. Trời, người ta có bao nhiêu là sự kiện trong cuộc đời để mà người ta tiếc nuối. Tại sao người đẹp mới biết Võ Khắc Minh có 4 tháng thôi mà đã quyết định là phải chi, giống như nói theo một cái bài hát là nếu em còn trẻ như năm cũ, quyết đón anh về sống với em. Em tự chị nói nếu em còn sự lựa chọn. Không, thì Nhung vừa mới nói là ước gì là Nhung biết Minh là một thời gian trước rồi. Nhưng mà cái này nó chết quớt đó. Không có cô với câu hỏi của thầy Vân. Chắc là tại vì cô nàng này, chắc tại cô nàng này là cô đang là sống trong cái sự hạnh phúc và những cái ước muốn bây giờ quá, cho nên là không có coi như là đi xa đề. Đi xa đề hả chị hả? Đề đây có nghĩa là nếu những cái sự kiện nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, mình đã hành động thế này thế nọ thế kia rồi, nhưng mà nó đến một cái kết quả gì đó, bây giờ mình ngồi mình hối tiếc lại, mình nói phải chi cho tôi trở lại thời gian đó, tôi sửa cái này tôi sửa cái kia. Còn cái chuyện gặp người này là ông trời ông quyết định chứ đâu phải là do mình, đúng không? Nhưng mà thôi, đây cũng là người ta nói là tá khẩu đó Minh ơi, không đánh mà khai. Không đánh mà khai, tá khẩu thì để biết là đây là một cái nhân duyên mà ông tơ bà Nguyệt đó là ông Facebook. Ông đã share cái duyên này thì Vân không biết là cái duyên ngoài đời hay là duyên ở trên sân khấu. Thì thôi bây giờ mình là sâu xé cái vụ này. Nãy giờ người đẹp đã cho rất là nhiều những cái
anh gọi là tác hậu đó. Thì bây giờ đối với Minh thì Minh có thấy là tất cả những cái tình cảm mà mình đặt trong cái MV cũng như là trong lúc mình hát với nhau thì nó như những người khác người ta nghĩ là ở đây là màn ảnh không có thật, hay là mình cũng nghĩ là những lúc mà nghệ sĩ diễn với nhau, những lúc tài tử đóng phim với nhau nó có cái gì đó nó gắn chặt và đó là một phần thật trong đó. Cái câu hỏi này hơi sâu sắc chút xíu để em suy nghĩ sao trả lời cho nó khéo chứ không là nó giỡn thôi chứ cũng đơn giản lắm chị. Tại vì cái quan trọng em nghĩ là cái quan trọng đầu tiên em nghĩ là cái người nghệ sĩ đó họ phải yêu nghề. Thứ hai nữa là họ phải thực sự họ phải bỏ tâm huyết 100% vào những cái sản phẩm mà họ muốn cho ra. Thì em nghĩ là hai cái đó là hai cái yếu tố quan trọng nhất mà cái người nghệ sĩ họ cho ra một cái sản phẩm nói chung là đẹp mắt và chất lượng tốt. Thì em nghĩ khi mà em với Nhung đóng trong cái MV đó thì cũng bình thường thôi. Cả hai đứa đã có kịch bản, hiểu kịch bản. Rồi giống như là mỗi lần Nhung đóng như thế nào em thấy không có hài lòng hay gì đó thì em cũng nói Nhung ok đóng này, đóng như thế nào, đóng như thế này. Nói chung á là cái tính của em cũng rất là khó chịu. Tại vì em khi mà em muốn làm gì á là em làm cho nó có chất lượng, cho nó thật là phải nói là phải chuyên nghiệp. Thì hai đứa đóng chung thì em cảm thấy cũng rất là hợp và cũng nói chung là thôi để khán giả coi là hiểu đi. Nói chung là lại một người đi sai đề. Thì Vân đang hỏi là cái tình cảm ở trong phim và ngoài đời nó có giống nhau thật hay không? Rồi tự nhiên nói để khán giả quyết định. Thôi thì chắc có lẽ là Thùy Vân ngày hôm nay hai người là gà mới đến đài, lên sân khấu và lên truyền hình mà bị Thùy Vân xoay quá thì cũng hơi tội nghiệp nha. Thôi nói chứ thôi để cho quý vị xem trong vòng mấy tháng nữa thì chuyện đâu nó sẽ ra đó. Và bây giờ Thùy Vân muốn hỏi Nhung là cái MV Ta Thuộc Về Nhau và một cái CD sắp tới hoặc là một cái bài hát nhạc Bolero sắp tới hát chung với nhau thì mình có một cái dự án gì tương lai cho mình, ra CD thêm, ra sản phẩm gì nữa hoặc là show nhạc, ra mắt MV như thế nào không? Tụi em làm hai bài trước thì sau đó thì cũng tiếp tục bắt đầu tụi em sẽ đi theo cái plan của tụi em á, là kế hoạch là sẽ có thể ra nhiều bài hát để cho em đủ một cái CD để làm ra mắt CD trong thời gian cũng gần đây. Và cái bữa mà làm MV á, hôm em nãy em quên sơ sót nói với chị cái MV của em Ta Thuộc Về Nhau á là quên nói cảm ơn với chủ nhà hàng Rex, chị Jade cũng đã có đóng một cái nhân vật ở trong đó. Em muốn cảm ơn chị rất nhiều. Bữa đó thì chị có đóng vai cô gái bạn tên là Hương đó, cho nên mời quý vị đón xem. Và tụi em sẽ bắt đầu tiếp tục theo cái con đường cái kế hoạch của tụi em sẽ ra nhiều bài và ra mắt CD trong vòng năm nay. Xin được chúc cho hai người lúc nào cũng cháy bỏng niềm đam mê và sẽ lựa chọn được những cái sản phẩm vừa có thể làm coi như là thỏa mãn cái đam mê của mình nhưng cũng thỏa mãn cái tinh thần âm nhạc cũng như là nghệ thuật của khán giả. Còn Minh thì những cái dự định gì cho riêng mình hay là cũng chỉ là dự định song ca thôi? Dự định tương lai của em còn nhiều hơn nữa chị. Ngoài ca hát ra thì em còn tính mở thu âm và quay làm chụp hình và quay MV cho những ca sĩ khác. Tại vì cái này, background của mình có học về đó không? Cái background của em á, thì không học cái đó. Nhưng mà hồi xưa em cũng tự tò mò. Và hồi xưa em 9-10 năm về trước á, là em có một vài người bạn bắt đầu cái niềm đam mê này.
là lúc đó là cái lúc mà em còn rap chứ không phải là em hát. Wow. Dạ. Thì lúc đó em cũng có tự làm, tự quay phim và tự thu âm cho mình luôn. Rồi em có làm rồi quay MV rồi post lên YouTube. À, thì sau một khoảng thời gian thì tại vì điều kiện công việc nó bận rộn quá không cho phép em tiếp tục làm cái đó nữa. Cho nên em bỏ một thời gian và sau này thì em chuyển qua ca hát. Dạ, thì em thấy là ca hát nó tốt hơn cho mình rap hơn nhiều. Tại vì ca hát thì nó dễ truyền tải cái cảm xúc của mình tới cho nhiều người khác hơn là rap. Rap chỉ là một cái giống như là một khán cái giả nào dạ, đó. Dạ đúng rồi, một cái vui thôi, một cái giải trí thôi. Thì sắp tới thì em sẽ cố gắng em thử là mở một phòng thu và quay phim MV cho những ca sĩ khác hoặc là cho Thái Ngọc Nhung chẳng hạn. Ở Georgia? Dạ, có thể là ở Georgia hoặc là có thể ở Arizona và hoặc có thể là ở đây. Nghĩa là bây giờ mình cũng chưa nhất định là tùy quý vị. Đó là câu hỏi đó quý vị biết rồi. Tùy theo cái nhân duyên. Nghĩa là bến nó đổ ở đâu, thuyền nó đi bến đổ ở đâu thì là cái studio sẽ nằm ở đó. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì Vân cũng xin chúc cho hai bạn đã có được những cái niềm đam mê cùng với nhau, cùng chia sẻ để mà học hỏi chung lẫn nhau. Và chúc cho hai người sẽ được nhiều thành công và cái gì cũng thuận buồm xuôi gió. Còn gió đổ tới bến nào mà hạnh phúc nhất thì đổ đến. Trước khi mà mình chia tay thì Nhung có những cái lời gì muốn chia sẻ với quý vị hoặc là những người thân yêu cũng như là Minh? Mình nói chứ. Hỏi Nhung mà. Em cảm ơn khán giả đã cho thời gian ngồi coi cái đại của chị Thị Vân. Em cảm ơn chị Thị Vân đã cho tụi em có cơ hội lên đây để tỏ bày tâm sự với khán giả. Và mong khán giả hãy ủng hộ những cái tác phẩm mới của Thái Công Nhung và Võ Khắc Minh. Ta thuộc về nhau, hãy đón xem những bài hát độc quyền và những cái MV rất là sôi nổi của Thái Công Nhung và Võ Khắc Minh. Cảm ơn khán giả đã coi xem chương trình nhiều. Rồi, bây giờ mới tới phim mình đó. Em thì không còn lời nào khác, thì lời đầu tiên là cho em xin gửi lời cảm ơn. Cảm ơn đến tất cả khán giả đã xem đài và hy vọng rằng tất cả khán giả sẽ ủng hộ cho Thái Ngọc Nhung và cũng như ủng hộ cho Võ Khắc Minh. Sắp tới ra nhiều những cái sản phẩm để cống hiến cho cộng đồng người Việt của mình. Và cũng như ở nước ngoài. Như vậy thôi. Hồi nãy thì mình cũng đã xem được một cái MV của Thái Ngọc Nhung rồi. Minh có cái MV nào muốn chia sẻ với quý vị không? Như một lời cảm ơn và chia tay. Dạ có. Thì em sẽ có một cái MV của độc quyền của em. Một MV mang một bài hát có tựa đề là Thiên Đường Vắng Em. Một sáng tác của một người em trai rất là thân ở Việt Nam, đó là Tây Giang. Cái MV này do chính người bạn em đã quen hơn 10 năm làm đạo diễn cho em cái MV này. Và xin mời mọi người, tất cả khán giả đều đón xem cái MV này. Một lần nữa cảm ơn hai bạn và chúc hai bạn thật nhiều thành công. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật của Việt Mỹ Television. Cũng đã mỏi mệt vì nỗi nhớ trong em không phải là anh, và vòng tay xưa ấy cũng thôi ấm nồng
bờ vai chở che em rộng lớn hơn anh. Tình yêu đến rất nhanh rồi đi cũng vội, nồng nàn những giấc mơ trong ta vỡ tan. Còn lại đây trong anh ký ức ngọt ngào, nụ hôn đắm say em cho trao ai rồi. Cuộc sống ngoài kia bao buồn bề, làm sao anh tìm ra lối về. Tình yêu đã thôi hết tràn trề, anh vùng về khi không giữ được em. Hạnh phúc giờ đây đã không còn, bàn tay của anh đã mỏi mòn. Đừng đi mình anh thiếu vắng em, nỗi đau này khiến lòng anh xót thương. Đến rất nhanh rồi đi cũng vội, nồng nàn những giấc mơ trong ta vỡ tan. Còn lại đây trong anh ký ức ngọt ngào, nụ hôn đắm say em cho trao về anh. Cuộc sống ngoài kia bao buồn bề, làm sao anh tìm ra lối về. Tình yêu đã thôi hết tràn trề, anh vùng về khi không giữ được em. Hạnh phúc giờ đây đã không còn, bàn tay của anh đã mỏi mòn. Đường đi mình anh thiếu vắng em, nỗi đau này khiến lòng anh xót. Sống ngoài kia bao buồn bề, làm sao anh tìm ra lối về. Tình yêu đã thôi hết tràn trề, anh vùng về khi không giữ được em. Hạnh phúc giờ đây đã không còn, bàn tay của anh đã mỏi mòn. Đường đi mình anh thiếu vắng em, khiến lòng anh xót thương.